Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Talk của FTT Shop về những vấn đề về áo da. Thì với áo da thì mình nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều người là gióng từ cái mức tài chính mà mình sẵn sàng bỏ ra với một chiếc áo da, rồi gióng từ đó để tìm những chiếc áo da tương xứng. Thì video này mình sẽ nói về vấn đề là các mức giá áo da và hướng dẫn mọi người là với số tiền mình bỏ ra thì mình nên mua các sản phẩm áo da nào là tối ưu nhất. Đương nhiên là mọi người lưu ý là cái khoảng giá, cái mức giá mà mình đưa ra thì nó không áp dụng cho những chiếc sản phẩm mà trong chương trình sale off của các cửa hàng. Tức là mình chỉ nói về những cái mức giá, những cái khoảng giá trong cái điều kiện bình thường. Ok, cái khoảng giá đầu tiên và hấp dẫn nhất là dưới 1 triệu đồng. Vậy thì dưới 1 triệu đồng mình có khả năng mua được một chiếc áo da thật nào không? Câu trả lời là có. Và chiếc áo da thật tối ưu ở dưới mức giá dưới 1 triệu đồng là những chiếc áo da hàng thùng. Tức là áo da hàng thùng có mặt ở Việt Nam khá là lâu. Và mọi người có thể đến ở một số những cái đường mà có những cái gọi là phố áo da hàng thùng đi. Ví dụ như là ở Hà Nội thì mình biết là có Kim Liên này, Trương Định này, Ngô Gia Tự này, Phạm Ngọc Thạch này. Đó, thì đó là những cái nơi mà chuyên bán các sản phẩm áo da hàng thùng. Thì dưới mức 1 triệu thì mình chỉ có lựa chọn như vậy thôi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là những chiếc áo da hàng thùng ở mức giá dưới 1 triệu thì cái chất lượng và cái điều kiện của nó mình nghĩ là nó sự không tốt lắm. 1 triệu thực ra là cũng là một mức giá cao. Mình mua được rất nhiều các sản phẩm áo khoác khác. Thì mình nghĩ là nếu mà sự dưới 1 triệu thì mình nên có hai sự lựa chọn khác cũng khá là ok, là áo giả da. Nhưng áo giả da thì dùng được khoảng 1 năm trong điều kiện thời tiết ở Việt Nam. 1 năm mà cùng lắm là 2 năm nếu mà đào tốt. Với mình, với cái bản thân mình ấy, thì mức giá 1 triệu mình sẽ đầu tư cho một chiếc áo khoác kiểu khác, không phải là áo khoác da. Thì nó rất là đẹp. Mình nghĩ là nếu mà mình bỏ ra 1 triệu để mua một chiếc áo da mà nó bị các vấn đề, ví dụ như là nó bắt đầu mủn hoặc là áo da đã bị sơn lại, thì nó sẽ đem lại cho mình cái trải nghiệm cực kỳ tồi tệ. Với mức giá đó, mình nghĩ là anh em nên cân nhắc chọn những cái lựa chọn khác. Ok, vậy thì dưới mức giá dưới 2 triệu đồng thì mình có thể mua được chiếc áo da thật như thế nào? Thì dưới mức 2 triệu đồng sẽ có hai sự lựa chọn là thứ nhất là áo da hàng thùng, áo da cũ second hand, và thứ hai là áo da ghép. Với áo da cũ, áo da hàng thùng thì mức giá 2 triệu mà đến những cái shop chuyên về đồ hàng thùng và khá là uy tín thì bạn có thể chọn được những chiếc áo khá là ổn, chất lượng rất là ok. Thì cũng khá nhiều lựa chọn, thì mọi người có thể search trên mạng tìm những shop áo da hàng thùng hoặc là hỏi anh em trên hội áo da chẳng hạn, để biết được những cái địa chỉ mua áo da hàng thùng tốt ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Lựa chọn thứ hai có thể là áo da ghép. Áo da ghép dưới 2 triệu thì khá nhiều shop cũng có cái loại áo da như vậy. Thì anh em nếu mà biết địa chỉ ok thì có thể chia sẻ cho nhau, để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thì tổng kết là như vậy, dưới 2 triệu mình có hai sự lựa chọn là áo hàng thùng và áo da ghép. Ok, mức giá dưới 3 triệu thì mình vẫn chưa có thể có một chiếc áo da mới được. Dưới 3 triệu thì mình vẫn có cái là áo da ghép. Tuy nhiên áo da ghép ở phân khúc này mình với là khách hàng thì nên đòi hỏi là một tấm da ghép nó hoàn thiện hơn, nó tốt hơn và nó ghép đều hơn. Chất lượng da của nó vẫn phải là tương đối còn mới. Thì dưới mức 3 triệu thì mình nghĩ nên là mọi người nên chọn áo da ghép. Nên mọi người nên đòi hỏi cao hơn chút về chất lượng da. Và dưới 3 triệu thì mình cũng có thể mua áo da hàng thùng. Tuy nhiên thì chỉ ít thể áo da hàng thùng dưới tầm gần 3 triệu thì nhất là nên có thương hiệu, và thứ hai là chất lượng của nó vẫn là tốt. Và phải đảm bảo là không phải là áo sơn lại và không phải là áo nó đang trong tình trạng mủn da. Ok, vậy là nói chung ở mức giá dưới 3 triệu thì mình có cái lựa chọn là tổng kết đi, dưới 3 triệu, dưới 2 triệu, dưới 1 triệu thì mình có cái sự lựa chọn là áo da hàng thùng hoặc áo da ghép. Tuy nhiên thì
đây là cái mức giá, tức là đây là những chiếc áo da nó đã làm lại, chiếc áo da đã có người sử dụng rồi, nên là rất khó để mà các bạn mua online. Nên là các bạn nếu có điều kiện hãy đến trực tiếp shop đấy và dẫn theo một anh em nào đấy có kinh nghiệm, hoặc là có thể lên hội áo da tìm một anh em có kinh nghiệm và mời họ ly trà đá để họ đi họ thẩm định giúp bạn chiếc áo da để mua chiếc áo da tốt nhất. Còn dưới 3 triệu mình nghĩ là không nên mua online, hoặc là cũng khó để mua online, hoặc chí ít thì khi mua online mình phải có một cái gọi là ship code đồng kiểm giữa hai bên, khi hàng đến nơi mình kiểm tra rồi mới trả tiền thì như thế là đảm bảo hơn. Ok, phân khúc tiếp theo mà mình muốn nói đó chính là từ 3 đến hơn 5 triệu đồng một chút. Thì đây là mình nghĩ lựa chọn ok nhất trong cái phân khúc này, đó là những chiếc áo da may tại Việt Nam. Những chiếc áo da may ở Việt Nam thì với những shop có uy tín thì họ sẽ chọn lọc, họ sẽ nhập về những tấm da rất là tốt, và những người thợ may ở Việt Nam thì họ cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, rất nhiều kỹ năng để may ra một chiếc áo nó chất lượng. Thì mình nghĩ là từ phân khúc này chúng ta nên chọn những chiếc áo da may ở Việt Nam là lựa chọn tối ưu nhất. Ra ở mức 3 đến 5 triệu đồng thì mình sẽ có hai thể loại là áo da may ở Việt Nam và áo da nhập từ Trung Quốc. Nhưng mà với cái kinh nghiệm, với cái trải nghiệm của mình thì mình sẽ chọn hàng Việt Nam thôi, bởi vì hai vấn đề là chất da của áo da Việt Nam tốt hơn khá nhiều trong cùng mức giá, và điều thứ hai là mình yêu nước thôi. Ok, với cái phân khúc cao hơn thì mình muốn nói riêng nó là những chiếc áo da hàng xách tay. Áo da hàng xách tay thì giá nó rất là vô cùng, bởi vì trên thế giới nó có rất nhiều hãng áo da và cái giá của nó rơi vào khoảng từ cái loại cùi cùi của Hammer hoặc Zara chẳng hạn, cũng là da thật đi, thì giá của nó khoảng 180 đô, 200 đô, 300 đô. Đó. Với những cái thương hiệu chuyên về áo da và họ trọng tâm đi vào cái chất lượng của da thì giá của nó rơi vào khoảng từ 300, 500 đô. Còn những thương hiệu lớn thì giá của nó có thể trên 1.000 đô, trên 2.000 đô, trên 5.000 đô. Thì nói về thị trường hàng xách tay thì nó rất là rộng. Mình nghĩ là mình sẽ có một cái bài nói chi tiết hơn sau này. Thì hy vọng là mọi người like kênh để mà cập nhật tin tức mới nhé. Audio Jungle. Jungle.